30 phút vàng buổi sáng, giải pháp loại bỏ bệnh tật có tác dụng kỳ diệu, nên làm mỗi ngày. Theo các danh y xưa, 10 phút đầu ngày sau khi thức dậy là thời gian vàng để chăm sóc sức khỏe. Nếu làm được 10 việc này trong vòng 10 phút, kết quả vô cùng kỳ diệu cho sức khỏe. Người xưa có câu nói nổi tiếng, mỗi năm quan trọng là mùa xuân, đời người quan trọng là tuổi trẻ, mỗi ngày quan trọng là buổi sáng. Ý nhấn mạnh rằng có những thời điểm bạn cần chú ý tận dụng, nếu để nó trôi qua mất thì không thể lấy lại được nữa. Vì sao buổi sáng sau khi ngủ dậy được xem là thời khắc quan trọng nhất để dưỡng sinh? Chúng ta hãy cùng lắng nghe phân tích sau đây. Vào buổi sáng, thời khắc quan trọng nhất đánh dấu một ngày mới, một ngày tiếp theo trong cuộc đời bạn, vô cùng quan trọng. Bạn vừa mới trải qua một đêm ngủ dài, chuyển từ trạng thái ngủ sang trạng thái tỉnh thức. Thời khắc này rất dễ bị đau đầu, chân tay mềm yếu, chưa có sức khỏe, chưa hồi sinh phong độ trở lại. Các danh y xưa cho rằng đây chính là 10 phút vàng để thực hiện một vài bài tập về sức khỏe. Điều này có thể giúp bạn tăng tốc độ tỉnh táo, khỏe mạnh toàn thân và kéo dài tuổi thọ. 1. Xoa nóng bàn tay. Khi bạn vừa tỉnh dậy, dùng hai bàn tay úp vào nhau xoa đều khoảng 300 lần cho đến khi tay nóng lên, da lòng bàn tay đỏ hồng lên là được. Lợi ích: khi hai bàn tay hoạt động nhanh, cọ sát vào nhau nhiều lần liên tiếp sẽ tác động lên hệ thần kinh trung ương, làm thức dậy ý thức của bạn, giúp cho toàn bộ cơ thể của bạn như được đánh thức sau một đêm ngủ dài. Hành động này sẽ giúp bạn không phải làm một việc nguy hiểm ngay sau khi thức dậy, đó chính là lập tức ngồi dậy và rời khỏi giường, nguy cơ gây chóng mặt, choáng, thậm chí ngất xỉu. Ngoài ra, khi xoa tay, các huyệt vị trên lòng bàn tay được kích thích, có thể mang lại những tác dụng tích cực cho cơ thể như thông lục kinh, khỏe nội tạng, điều hòa âm dương và khí huyết, làm mềm khớp, thư giãn vai, giảm mệt mỏi và làm mắt bớt áp lực, thị lực rõ ràng hơn. 2. Chải tóc bằng tay. Bạn dùng lòng các đầu ngón tay, không dùng móng tay, xoa bóp từ đầu chân trán đến đỉnh đầu, massage tiếp ra vùng sau đầu, mỗi giây xoa bóp khoảng từ 2 đến 4 lần. Thực hiện điều trên cả vùng đầu trong vòng 1 phút là có thể dừng lại. Lợi ích: việc dùng các ngón tay xoa bóp lên đầu có thể kích thích vào vỏ não, thúc đẩy sự trao đổi chất, cải thiện trí nhớ, làm tăng lưu lượng máu trong não, làm cho gốc chân tóc được cung cấp đầy đủ dinh dưỡng, tóc sẽ dày lên, đen và sáng bóng. Trên đỉnh đầu chúng ta có huyệt bách hội, nếu thường xuyên tác dụng lên huyệt này sẽ mang lại nhiều tác dụng lên toàn bộ vùng đầu, nơi tập hợp các kinh tuyến. Chải đầu mang lại tác dụng làm lưu thông các kinh lạc, điều chỉnh sự cân bằng của các chức năng bên trong cơ thể con người, là một cách tuyệt vời để duy trì sức khỏe và tăng cường sức mạnh cơ thể. 3. Xoa bóp vành tai. Dùng các ngón tay của bạn, đặc biệt là các ngón trỏ và ngón cái, xoa bóp day bấm vành tai từ trên xuống dưới, rồi lại ngược lại từ dưới lên trên, cho đến khi bạn cảm thấy tai nóng lên, vành tai chuyển sang màu đỏ hồng. Thời gian tối thiểu là trong vòng 1 phút. Lợi ích: vành tai được xem là cửa ngõ của các cơ quan nội tạng bên trong cơ thể, có rất nhiều huyệt vị nằm trên vành tai. Nếu bạn chăm chỉ massage tai thường xuyên, có mang lại tác dụng khơi thông và nạo vét kinh tuyến, giúp máu lưu thông nhanh hơn, từ đó điều chỉnh các cơ quan bên trong cơ thể hoạt động hiệu quả hơn. 4. Day bóp mũi. Bạn dùng hai ngón tay của mình bóp vào vành mũi, rồi vuốt mũi từ trên xuống dưới, dọc theo sống mũi, day bấm các huyệt xung quanh sống mũi. Tổng cộng khoảng 50 lần xoa ấn như vậy cho đến khi có cảm giác thông mũi. Lợi ích: khi bạn sử dụng các ngón trỏ xoa xoa vùng mũi có thể làm thông mũi, khai thông phổi, loại bỏ các bệnh liên quan đến nhiễm khuẩn vùng mũi, đường hô hấp, viêm phế quản. Không những thế, đây còn là hành động tuyệt vời giúp bạn phòng ngừa bệnh tim và xơ vữa động mạch. 5. Xoa rốn. Sử dụng lòng bàn tay của bạn để chồng lên nhau và xoa vùng bụng xung quanh rốn theo chiều kim đồng hồ. Xoa đều vùng bụng như vậy trong khoảng 1 phút. Lợi ích: việc xoa bóp xung quanh rốn nhẹ nhàng giúp cho khí trong dạ dày và hệ tiêu hóa được lưu thông, thúc đẩy quá trình khí tiêu hóa và hấp thụ hiệu quả hơn, đồng thời đào thải được những khí thải ra khỏi cơ thể. Massage vùng bụng vào buổi sáng sớm sau khi ngủ dậy cũng sẽ phát triển thói quen tốt cho ruột, làm tăng sự hoạt động của ruột, xả chất thải và trao đổi chất một cách dễ dàng. 6. Hóp bụng chặt, nâng thắt hậu môn. Hóp bụng, thở ra từ từ, sau đó từ từ nâng hông lên cao, thắt chặt hậu môn và hóp bụng, giữ yên, nín thở trong khoảng 3 giây, sau đó thả lỏng, nghỉ ngơi 3 giây, tiếp tục làm lại như vậy trong vòng 1 phút, hít thở sâu. Lợi ích: hóp bụng và nâng hông, co thắt hậu môn lặp đi lặp lại có thể tăng cường lực co bóp của cơ vòng hậu môn và thúc đẩy tuần hoàn máu. Đây cũng là cách nâng cao khả năng tình dục, tạo điều kiện thuận lợi cho đại trực tràng hoạt động mạnh mẽ và hiệu quả hơn.
7. Xoay đảo mắt. Bạn nên duy trì động tác này như là một bài tập thể dục hàng ngày cho mắt. Quay nhãn cầu 30 lần theo chiều kim đồng hồ và ngược chiều kim đồng hồ, sau đó nhấp nháy 3 đến 5 lần mỗi giây. Lợi ích: xoay đảo mắt có thể giúp bạn trở nên tỉnh táo tinh thần, làm mới bản thân, tăng cường các cơ mắt, giúp ngăn ngừa và điều trị viêm giác mạc mãn tính, lão hóa mắt và các triệu chứng khác. 8. Xương người, co duỗi chân tay. Nằm ngửa người trên mặt phẳng, hơi ngả đầu ra sau, ưỡn ngực lên, chân tay dang rộng và vươn dài ra hết mức có thể, kéo căng toàn bộ cơ thể. Lợi ích: thông qua việc kéo giãn tay chân và toàn cơ thể sẽ làm cho máu lưu thông nhanh hơn đến tứ chi, giúp bạn nhanh chóng tỉnh lại, đồng thời máu tiếp tục quay trở lại tim với tốc độ nhanh hơn, cung cấp khí huyết cho tim và não, giúp bạn phòng ngừa tốt các bệnh về tim mạch. Đây cũng là cách tăng cường sức khỏe gân cốt, xương cơ đều trở nên linh hoạt hơn. 9. Trà sát bàn chân. Bạn có thể nằm hoặc tốt nhất là ngồi, xoa hai chân vào nhau hoặc xoa bóp mắt xa chân cho đến khi bàn chân nóng lên. Thực hiện với lòng bàn chân và toàn bộ vùng chân trong khoảng 1 phút. Lợi ích: dưới lòng bàn chân có huyệt dụng tuyền nổi tiếng. Đây là điểm khởi đầu của trung tâm kinh tuyến thận. Huyệt này có tác dụng làm dịu các dây thần kinh, làm mới não bộ, giúp tỉnh táo nhanh, làm lưu thông các giác quan, mở các lỗ trên cơ thể để đón khí mới, ổn định tâm thần và sức khỏe. 10. Vặn mình. Bạn nằm ngửa trên giường, sau đó lật người sang trái và quay sang phải, xoay vai, hông, eo, lật qua lật lại nhẹ nhàng cho cơ thể vận động trong vòng 1 phút. Lợi ích: động tác này làm cho các khớp cột sống và lưng cũng như các cơ bắp trở lại hoạt động đầy đủ và hoàn thiện sau một đêm dài nghỉ ngơi. Khi ngủ, các cơ bắp cứng lại, vận động này sẽ giúp cho cơ thể mềm mại trở lại. Kiên trì thực hiện trong thời gian dài sẽ có tác dụng tăng cường sức khỏe và sức mạnh cơ bắp. Thức dậy vào buổi sáng và tranh thủ 10 phút vàng đầu ngày này sẽ giúp bạn chuẩn bị thể lực tốt nhất để bắt đầu một ngày mới. Hãy sớm áp dụng và chia sẻ cho bạn bè của bạn cùng tham khảo.